Hello anh em nhé, anh em coi có gì vào lựa chọn ủng hộ nhá. Anh em nào cần những cái bi 125 này lắp cho tất cả những dòng xe 125, 150 thì nó bòi cực kỳ là bền nhá, êm nhá. Bao anh em là cái phím này nó tốt này, giá rẻ. Tất cả 125, 150 anh em ốp cái bi này vào, rẻ nhá, chất lượng, phím này. Anh em nào cần người vài bộ nha. Rồi cảm biến nhiệt 125 này, cái này 110 này, IA này trùng được hết. Rồi xe KB này thì test cho anh em này, rắc vuông và rắc dẹp loại 4 vấu nhá. Nó có hai rắc. Rắc dẹp này, vi sờn này, về nhà cắm cái ăn ngay. Này AB lít. Được test hết cho anh em luôn. Tối nay mình livestream mình sale cho anh em nha. Đây anh em nhìn này. Được chưa? Chúng ta nhìn thấy bốn bóng led thấy không? Đó. Mấy anh em khoảng vài cục về nhà mà để đó mà tiêm nha. Bữa nay nó hay bị lỗi xe KB lắm á. Xe KB nó có rất nhiều loại. Đó. Chia sẻ nha. Đấy anh em mới người mới cục bốn vấu này. Cho anh em hai loại rắc dẹp và rắc không dẹp. Alo. Ở đâu? Chưa, đang làm bình xăng. Nó bị hư ốc gió nha. Tối nay mình sale hàng cho anh em nha. Giờ 1 giờ nhiều anh em đang nghỉ trưa. Đây xe KB rất dẹp về cắm cái anh ngay này. Đẹp nha. Đó. Keo. Rồi anh em nào cần cái bi này về nhà lắp tất cả 125 này, SH mo, SH cao. Clip Valeo các bạn đẩy vào, phím này cực kỳ là bền, lâu mòn nha. Bi này gọi là bi zin đó. Đó, đồ tất cả mình test cho anh em rồi, về nhà cứ mà xài, lâu lâu có cái lỗi. Đây TB này, hộp ga bỏ ga nha. Rồi cái này là chén bi của SH này, còn mới này. Đấy, chúng ta xếp vào cực đẹp luôn. Đảm bảo với anh em cái phím này cực kỳ là tốt nha. Này. Này SH còn mới mà. K77 này. Bền cực bền nha anh em, phím này anh em đi yên tâm. Đừng có sợ là nó mòn phím. Về nhà bảo hành cho khách vài tháng cho tới một năm luôn. Đó. Đây bi đây. Ở về nhà chúng ta xé ra, chúng ta đưa vào là xong.
À mua bên sườn nha. Do điện thoại này mình không đọc được comment, mình mới mở được cái điện thoại này lên, anh em comment quá trời. Để mua bên sườn thì tùy theo đợt nó về anh em, đợt này nó có dài ngắn này. Rồi. Nó khoảng bao nhiêu nhỉ? Ba mấy phân. Rồi, mới về này. K44 cái nào lắp trùng được hết. Đó. Bữa nay dây dài nha. Thì tùy theo nó có đợt anh em. Đó anh em là lấy comment nha. Thêm mô tô comment vào trong Zalo nha. Chụp lại cái thông tin của máy xem nha. Đây. Đó. Dây dài. Đây kít bì cho anh em sạch sẽ này. Được chưa? Thêm mô tô vào Zalo rồi mình chụp mình cái bản thông tin máy dùng nha. Sao giá sáng gọi sim ta? Tí nữa anh em mình alo nhá. Ok mọi người, chia sẻ nhá. Tối nay mình sale đồ cho anh em. Đây, đợt này xe có bê đẹp này, vi sơn này, rắc dẹp về nhà cắm cái ăn ngay này, không có chế cháo nữa. Rồi 4 vấu test sẵn cho anh em, cảm biến nhiệt, giá hạt rẻ nhá. Về nhà thay mà hay bị gãy tai này. Còn cái pin nồi này các bạn yên tâm, có mấy chục ngàn mình dám bao, khẳng định bao anh em luôn, phím này cực kỳ là lâu mòn nha. Mới ngủ dậy anh trai ơi. Nè mô bên sườn này. Rồi comment comment nha. Rồi kim phun hàng bao anh em luôn, lỗi lầm mình trả lại cho mình hết nha. Mình đã test trên xe hết rồi. Đây kim này, mới lắp vào test trên xe cho anh em này. Lỗi lầm gì trả lại mình quay đầu nhá. Dạ. Kim này kim 125. Đó. Mới gá ốc xiết này. Nổ máy. Sắp hết xăng rồi. Dạ. Test đồ kim cho anh em chuẩn chỉnh hết. Anh em cứ yên tâm mà xài, lỗi lầm gì quay đầu nhá. Mô bên sườn mới ước như vậy, mình tháo ra mình test luôn cho anh em nhá. Chịu khó mình bỏ thời gian ra mình test cho anh em. Rồi, thời gian full 2.2. Ok chưa? Đấy, 2.2, 2.7. Anh em chờ chút oxy nó xuống rồi đã. Rồi thấy không? Anh em coi ECM tối ưu à? 0,9 mấy. Đấy, đồ mình test cho anh em hết rồi, cứ yên tâm mà sử dụng. Nếu mà nó xui xui quá, nó lỗi cái thì các bạn cứ quay đầu cho mình. Này, kim xé bì ra test này. Tối nay mình sale. Đó. Dạ cứ yên tâm mua bên sườn cả đống rồi. Dạ. Mỗi người vài ba cục. Rồi dài nhá. Rồi anh em nào ok lên toa nhá. Để em chiều nay lên toa luôn. Tối nay em sale cái nữa. Rồi, ok chào anh Thư Hoài. Ok. Thêm mô tô 2 giờ anh em alo nhá. Đây, môn sườn cục to. Cục to, cục nhỏ lắp nhau được hết. To vào lại cục này này. Này dài khoảng 3 mấy phân. Kiểm tra áp bơm kim phun nhá. Nghi Quang.
ba cái đấy cứ kiểm tra kim phun và áp bơm nhá. Ơi kim này kim của lít SCR nha anh em, kim dài, kim to dài đầu nhỏ nha. Rồi bảo hành anh em hết luôn. Kim này của AB 2010 đời đầu này, lít SCR, bộ ba cảm biến xài chung. Kim to đầu nhỏ nha. Rồi cảm biến nhiệt, lắp đủ các kiểu, IA, Honda, SQM. Đó, về nhà bộp vào nó hay bị gãy lắm nha anh em, mấy nó bị già nha. Báo sai về nhiệt độ. Đây. Rồi bi 125 này mỗi anh em 5-7 bộ 10 bộ không hết này. Tối nay mình sale phát cho nó hết luôn. Bao phím này nha, bao cái phím này, này. Quan trọng là cái chất phím này, và nó chịu được giải nhiệt cao. Đó, oxy kê 5-7 bộ 10 bộ vào toa lắp bê xít, nói chung là 125-120 là chơi cái này vào hết đây. Đấy, xe KB mỗi anh em khoảng 2-3 con về nhà thủ nhá, mỗi người khoảng 2-3-5 con để lấy, nhiều lúc nó cứ cạch. Đấy, nhiều lúc là cảm biến trong này nó bị già thì anh em thay vào khá là nhiều. Lên toa nhá. Rồi TBS nha, lắp chung tất cả nhiều dòng xe, xe số, xe ga. Đó. Về nhà tiêm, đặc biệt là cái xe KB này, mỗi người khoảng 2-3 con. Mô bình sườn nữa, về nhà thủ. Trời mưa này, lục bục nhiều này, vào chúng ta múc. Rồi hẹn anh em đêm nay, chúng ta chơi quả rố lớn, sell. Mua tá lả đi anh em ạ. Bữa mua bình thường hết mới được có 100-200 cục rồi. Đây K44 chúng ta lắp chung tất cả FI nha. Đấy, xác này nó nhỏ hơn thôi. Bề tròn này nó nhỏ hơn. Nó nhỏ hơn ở bề tròn. Về lắp tất miếng sao là của FI để bô vào. Dây này dài khoảng 30-30 phân đấy, khá là dài. Rồi CKB yên tâm đi, test hết cho anh em rồi, quay hết rồi. Cứ vậy là quét, ngồi dặn là cứ thử từng con một cho anh em rồi. Ông Nguyễn Đại comment giá rẻ không mà. Hoàng Hạnh em bữa nay chơi cái thứ gì cũng chơi hết, đầy đủ. Motor bơm mới về cho anh em ít tụ bơm zin nha. Đây 125 lắp khá là nhiều dòng xe, 125 110 đầu bò len keng xà beng. Về nhà ú ở cái không đủ áp khoảng 2,5 kg cái là thay. Đó. Khá là nhiều đồ. CKB về khoảng được mấy trăm con nha. Comment. Nhiều lúc CKB hết hàng. Tối nay hẹn cho anh em bây giờ sell live. Mua số lượng tặng bộ. Đây, mô bình sườn về nhà múc vào. Cứ vậy thôi. Còn hạn không có kiếm gì hết anh trai ơi, sell ít đồ, tối nay sell cho anh em từng món một dây điện như vậy, mới về được chục bộ. Yeah.
Rồi chiều nay lại ship hàng cho anh em vài toa, tối nay sale thứ hai ship tiếp. Đấy, xe cơ bê đẹp, 3 vấu, 4 vấu, 3 vấu đang về. Bây giờ về khoa đầu tiên 4 vấu. À, hay bị cọ cựa. Nhiều lúc là đi mua 3 xe cơ bê lô rẻ tiền về nhà lắp vào nó hẳn cho quần quại. Nhớ nhá, xe cơ bê thì phải thay lại ok chút. Rồi bi nồi nhân mòn thay vào 250 bộ, 250 bộ, bộ này mấy chục ngàn. Bao là cái phíp này, này, quan trọng là cái phíp này này, nó chịu nhiệt được này, ở trạng thái này. Bi lăn lên lăn xuống. Lắp 125, 150 khỏi phải bàn. Độ bền thì không cần phải lăn tăn. Mỗi người vào toa vài bộ cho nó an tâm. Kim nữa này. Giờ thời buổi này kim đái phè phè. Về nhà thay 4-500, 600 à, tùy theo điều kiện, tùy theo khúc mặt bằng mình ở. Làm luôn đi anh em. Cảm biến nhiệt này hay bị gãy này, cứ cần gì phải dán keo giá rẻ thay phát 350 con. Đúng không? Để cho an toàn ở nhiệt độ. Báo giá trị điện áp gửi về ECU, ECM cho nó chuẩn. Còn cái loại mà rắc to này thì trùng khá là nhiều. AB bình xăng chế cơ, rồi AB đời đầu, Yamaha, hầu như đủ các kiểu. SUM, con này là xài đa năng. À, đấy, những con mà AB đời đầu, này, AB FI, này, rồi NO này, Atila này, trùng được hết. Nhiều lúc cái rắc ở đây nó không vừa, mài phát cắm vào là xong. Nhiệt độ là mát với nhiệt độ dầu như nhau cả. Không có gọi là ECT, không có EOT. Nhiệt độ. Nhiệt độ dầu thì đương nhiên nó nóng hơn khoảng 120. Nước thì khoảng 100. Búc. Xe vài cái chia sẻ lên cả nhà, máy món gì cũng có. Đấy, yên tâm nhá, kiểm tra hết rồi nhá. Mô bên sườn này chiều nay sẽ thử từng cục. Đấy, bỏ trên xe để từ thử cục một. Gắn cho anh em cứ yên tâm về nhà mà lắp, không chết mô bin, chết IC đâu mà sợ. Test sẵn cho anh em một. Cảm biến nhiệt này luôn, tí nữa mình rút rắc ra, mình cắm vào cái mình test máy cho anh em. TB này tí mình sẽ test cho anh em luôn. Gắn vào cái họng ga, mình thử test máy cho anh em. Ở trạng thái mở hết. Khoảng điện áp trên 7V, à trên 4V. Rồi, đồng tiền mở trên 70 độ nhá. Mình cắm vào mình test hết cho anh em trên họng ga. Bán cái không lời được bao nhiêu cả nhưng phải test. Nhiều lúc nó lôi lỗi anh em cứ quay đầu ấy. Ba cái đồ này mình phải test nha anh em. Rồi dây điện của lít sờ mất cây về được mấy bộ anh em lại comment nữa nhá, chiều nay ship luôn. Rồi tụ này, tụ này khỏi phải bàn. Nhìn cái đít bên dưới này là anh em biết rồi, về lắp chóc cái là ăn ngay. Cái này lắp luôn cho bi sờn K44 được luôn nha anh em, biết lắp là vào được hết. Bơm im thì thầm. Cái quan trọng là người có kỹ thuật, người ta bán đồ cho các bạn thì các bạn cứ yên tâm, bởi vì cái nào vừa thì người ta mới nói là vừa. Được không? Còn thật sự mà không có kỹ thuật thì chỉ biết là cái đồ này gắn đồ này. Còn nếu chúng ta làm nghề thì chúng ta gắn được tá lả. Bởi vì chúng ta làm được rồi thì chúng ta mới biết rằng xe này gắn được cái nọ, xe này gắn được cái kia. Nên anh em cứ thoải mái. Tối nay mình sale cho các bạn chốt toa, thì nếu mình sẽ đi những cái xe cơ bê trước, toa hàng ở đây đang khá là nhiều. Đây, chiều nay thứ bảy, chủ nhật cũng xếp, anh Thanh Hiền này. Đúng không? Đây nữa này. Đó.
lên toa này. OCK. Đấy, toa đây lên khá là nhiều nhưng chưa lên, chiều nay sẽ lên. Rồi anh Văn Hưng này. Rồi anh Thanh Mai này khá là nhiều này, nồi này. Đấy các bạn lên toa nha. Đấy. Hôm nay chủ nhật cũng ship hàng và tối nay sale chia sẻ cho anh em bạn bắt thử test kim. Anh nhận được hàng hôm qua rồi. OK anh. Rồi cảm ơn hai quý vị đã ủng hộ con Sầm Tun. Trưa nay. Rồi cái này anh Tâm Honda ở Đà Nẵng nha. Rồi cái này anh Đình Thi ở Thái Bình. Đang chờ tài liệu. Motobomb về quá trời. Rắc này rắc của bia, cái này của cái này vào đây, không có lộn mất. Đây mua bên sườn. Anh em hiểu không? Tí nữa tút bì ra thử cho anh em hết. Tí lôi con xe bì sờn này ra luôn. Đúng không? Kim full đây có xe đồ test hết, 110 có xe đây mà. Anh em hiểu không? Dựng ra test cho anh em thoải mái. Tiền lãi tháng này nhiêu em? Tháng này nhiêu tiền? Tháng này nhiêu tiền đóng lãi? Đồ mẹ em chọc mặt. Đồ mẹ sao không biết? Anh không sờ ổ khóa đó đó. OK nha. Đụng qua cái này bị sơi tao. Đập. 9:30. Đợt bữa nó nói em dắt kiếm nhật là em xếp chạy cầu đó. Bữa đi đâu không thấy về? Hả? Bữa đi đâu không thấy về? Đâu đâu cũng nhà hoàng hoàng làm đi xong rồi đấy đâu. Comment nha anh em nha. Cái móc cái móc cái móc lấy gì rồi phá 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 xe rồi cái đó không đùa được, cho gì đùa không đùa cái đó được. Comment nha anh em nha, tối nay mình sale cho cả nhà lấy cái gì chiều nay lên toa luôn nha. Con như đây con này bao nhiêu này hơn chục triệu không tầm vé bán cái này hơn chục, biết là hơn chục rồi anh, 15 mà. Ừ. Dạy cho mấy 15 17 đẹp nha. Ai mua mày? 23 25 26 mới có ra đó nha. Đó chính là người đó. Mắt cho em đi. Bao nhiêu bữa mua khó lắm. Giờ bên kia mua anh mà khó mong tao mua mà mày điên quá, mua cho nhân khánh mà mua cho nhân khánh mà mua không đâu rồi chặt mặt mày móc bữa nổi sùng đó. Rồi hẹn anh em đêm nay nhá, đêm nay sale anh em ít đồ để về nhà ăn cơm cái rồi trả toa cho anh em cái lâu quá nhà mua pin này. Cục to cục nhỏ cục nào lắp cũng vừa hết anh em yên tâm. Đây này dây trong xe mà mày có biết đâu mà. Rồi xin chào mọi người nhá. Bậy không?